Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21 khóa 15 để thảo luận và cho ý kiến lần cuối về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng và cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá chiến lược, các chương trình hành động cụ thể giai đoạn 2020-2025. Về nhân sự đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, tiểu ban nhân sự đã có báo cáo dự kiến trước một bước để xin ý kiến hội nghị và Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến. Sau phần khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà báo cáo về việc tiếp thu ý kiến tham gia nội dung văn kiện tại buổi làm việc với Bộ Chính trị và xin ý kiến thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Ông Phan Xuân Toàn, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy trình bày các nội dung liên quan đến chương trình đại hội, quy chế làm việc của đại hội, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai một số nội dung quan trọng khác.